Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu Sáng thứ Bảy ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ Bảy thì chúng ta vẫn có chương trình Tán Gẫu. Chủ yếu đề tài sẽ được mở rộng hơn, thay vì chúng ta tập trung vào trong cái thời sự mỗi một ngày trong tuần. Hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những cái đề tài khác hơn. Và trước khi đi vào cái phần Tán Gẫu Sáng ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo về đại hạ giá của công ty Teletron. Đó là Teletron sẽ là lần đầu tiên sau 5 năm sẽ mở tung lại cái warehouse đại hạ giá lên tới 70% off trong 4 ngày. Từ ngày hôm qua thứ 6 20 cho tới ngày thứ 2 tuần này là ngày 23 tây tháng 9. Và trong đó có phục vụ cả soda lẫn hot dog cho quý vị. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua cái Teletron Warehouse trên đường Beach, góc đường Garden Grove, và số điện thoại là 714-892-1122, 714-892-1122 hoặc là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết về chương trình đại hạ giá lên tới 70% của công ty Teletron. Đó là cái thông báo của công ty Teletron, và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua cái chương trình của chúng ta mỗi sáng thứ Bảy, tức là chúng ta sẽ đọc comment để coi ý kiến của quý vị như thế nào nha. Rồi sau khi Elon Musk vô hiệu hóa xe của thủ lãnh của Jack Ma, anh nghĩ Trung Cộng có lo ngại không vì computer của họ lẫn vũ khí vẫn xài software của Mỹ? Thứ nhất là tôi chưa biết cái vũ khí của họ xài software nào. Tôi không biết là hệ thống quân đội Trung Quốc sẽ xài nhu liệu nào. Tuy nhiên, hệ thống hành chính của cả một nước Trung Quốc thì họ sử dụng cả OS của Apple, cả Windows của Microsoft. Thì tôi không biết rằng là họ có sợ hay không. Nhưng mà ít nhất là hai công ty này bây giờ vẫn chưa có một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là họ sẽ có những cái gọi là kiểm soát về tất cả những cái nhu liệu của họ. Tuy nhiên, nó cũng là một cái báo động cho Cộng sản Trung Quốc biết là nếu họ không có những cái nhu liệu riêng của họ thì họ có thể sẽ đối diện với tình trạng giống như chiếc xe của tay lãnh chúa của Jack Ma nha. Trước khi Tô Lâm đi cho thả Trần Huỳnh Duy Thức, điều này cho thấy chưa từng có tiền lệ vì tù chính trị đa số không đủ có đặc xá, ngoại trừ được Bộ Ngoại giao nước ngoài can thiệp thôi anh. Thật sự quý vị, đây là cái thông lệ của Cộng sản, tức là họ đã tìm cách thương thảo với lại phía Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là để cho Tô Lâm chuyến đi này có được gặp một số những nhân vật quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả Joe Biden. Tuy nhiên thì tôi không biết là họ có sắp xếp được hay không. Nhưng đổi lại thì Cộng sản Việt Nam theo mỗi lần mà họ có một cái lãnh đạo nào của họ qua Mỹ thì đều trả tự do cho một số tù nhân chính trị, coi như là lấy lòng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì cái này là cái phong tục của Cộng sản Việt Nam rồi. Đây là cái truyền thống của họ rồi. Cho nên cái việc mà trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức sau 16 năm giam giữ thì tôi nghĩ rằng là nó có sự đổi chác với phía Bộ Ngoại giao. Và sự đổi chác đó như thế nào chúng ta không biết được, cho tới khi mà Tô Lâm tới Mỹ và gặp gỡ những ai thì lúc đó chúng ta mới biết được. Có thể là Tô Lâm không có ý định gặp được bên tòa Bạch Ốc, nhưng mà ông ta mỏ lời muốn gặp một số những cái công ty lớn thì nhờ Bộ Ngoại giao Mỹ vận động các công ty lớn tiếp đón ông ta, đại khái như vậy. Tức là ông ta cũng sẽ gặp gỡ, một là bên cái giới gọi là đại công ty của Hoa Kỳ, hai là những chính khách của Hoa Kỳ. Thì đổi lại thì bên Bộ Ngoại giao đòi hỏi phía Tô Lâm cũng phải có một cái thiện chí. Thì cái việc trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức hay là cái cô gì đó tên là Hồng á, là hoạt động cho môi trường đó, thì cái điều này nó cũng nằm trong cái gọi là truyền thống của Cộng sản. Tuy nhiên thì quý vị, thả một số người, nhưng mà từ đây trong vòng 2 tuần tới hoặc là trước đó rồi, họ sẽ bắt lại một số người. Đây là cái cách của Cộng sản, họ sẽ bắt một số người và thả một số người nha. Rồi tiếp tục. Trong chiến lược một vành đai một con đường, những nhà thầu Trung Quốc làm cách nào để kéo dài cái dự án về chú? Thứ nhất là họ bích giá rẻ, tức là họ đưa cái giá thầu rẻ cho các quốc gia.
Thì bây giờ các quốc gia trên nguyên tắc chọn những nhà thầu của Trung Quốc, thì nhà thầu nào đưa giá rẻ nhất thì họ chọn. Thì những nhà thầu đưa giá rẻ đó thì họ cam kết ABCD, khi mà tiền deposit 1 phần 3 cho họ rồi thì bắt đầu là họ làm những ngày đầu rất là siêng năng. Rồi cái sau đó cái họ nói họ lo dự án khác, họ cho người tới làm từ 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 từ. Thì cuối cùng cái dự án không hoàn tất được, rồi cái họ bắt đầu đổ cho vấn đề của mưa bão, họ đổ cho vấn đề này vấn đề kia để họ kéo dài cái thời gian của dự án. Và quý vị đã chứng kiến trong Việt Nam rồi, nội cái đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, có một đoạn đường ngắn thôi mà nó xây tới mười mấy năm đó, thì quý vị thấy rồi đó nha. Rồi tiếp tục, Nhật Bản sẽ thành lập liên minh quân sự Á Châu, kể cả kết nạp thành viên không cùng giá trị như là Việt Nam, Việt Cộng không? No, Nhật sẽ không thành lập một bất kỳ một cái liên minh quân sự nào hết, tại vì cái hiến pháp của Nhật không cho phép. Ngay cả bây giờ hiến pháp của Nhật chỉ cho phép Nhật được can dự vào những cái chuyện bên ngoài của lãnh hải Nhật trong tinh thần tự vệ thôi. Ngay cả hiến pháp bây giờ chỉ cho phép ở mức đó thôi, cũng không cho phép Nhật có thể có một cái hoạt động quân sự mạnh hơn ở bên ngoài, chứ đừng nói tới việc thành lập liên minh quân sự. Do đó, Nhật không có ý định này và hiến pháp của họ cũng không cho phép. Và dù có lập cái liên minh quân sự đi nữa thì cũng sẽ là chung giá trị, tại vì đó là cái quy tắc chung của các nước có chung giá trị. Cho nên những quốc gia mà không có chung giá trị thì ngồi ngoài chơi đi. Nếu có, nhưng mà theo tôi biết thì không có nha. Rồi, tiếp tục. Ok, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Wow. Tờ báo The Economist nói Tô Lâm có tư tưởng như một nhà tư bản, cùng với Tô Lâm liên tục gọi ra thay đổi lãnh đạo đất nước. Anh nghĩ ông ta sẽ đưa Việt Nam tới tự do không? Nó đưa Việt Nam vô địa ngục thì đúng hơn. Tôi đã nói rồi, trùm công an mà lên làm lãnh đạo thì quý vị chỉ có đường đi vào địa ngục thôi, đừng nằm mơ. Ok, còn cái tờ Economist thì nó có phỏng vấn đi nữa thì nó cũng dựa trên những cái lời trả lời của viên chức cộng sản để vẽ lên một cái hình ảnh gọi là tuyên truyền cho Tô Lâm thôi. Ok rồi. Ok, New York Times thăm dò thấy cử tri yêu quý ông Trump hơn Taylor Swift, tại sao họ không nói láo, chiều ngược lại với anh, họ cực tả ngại gì nói láo. Vấn đề là ở chỗ họ muốn dìm hàng ông Trump, nhưng mà kết quả bất ngờ đưa ra không phải chỉ có một mình Taylor Swift đâu. Trong cái cuộc thăm dò của Siena College và New York Times cũng với lại tờ là Philadelphia Inquirer đó, thì trong cuộc thăm dò đó nó so sánh ông Trump với bà Katie Hochul luôn, là thống đốc của tiểu bang New York. Rồi nó so sánh ông Trump với Taylor Swift, nhưng kết quả ngược lại là ông Trump gác luôn cả điểm của bà Katie Hochul và Taylor Swift, mà trong khi hai người đó đâu có tranh cử với ông Trump đâu, và ông Trump cũng không có liên can gì tới công việc của họ hết. Một bên là thống đốc của tiểu bang, một bên là tranh cử tổng thống, còn Taylor Swift chỉ là một ngôi sao nhạc pop. Họ sử dụng cái này để mà họ đả kích ông Trump. Nhưng mà tại vì có cái sự can dự của Siena College là cái cơ quan thăm dò, nên tờ New York Times không thể bịt lại được, phải đưa cái kết quả đó ra. Họ muốn dìm hàng đó, họ muốn dùng những cái tên tuổi của Katie, tức là nếu mà cuộc thăm dò mà theo ý họ đó, mà những người thăm dò ủng hộ đó, nói rằng trời ơi, ông Trump còn thua luôn cả bà Katie Hochul, thống đốc của New York, hay là thua luôn cả Taylor Swift. Nhưng mà bất ngờ kết quả ngược lại, cho nên họ phải thông báo thôi. Ok rồi, tiếp tục. Rồi tiếp tục. Em thấy Tô Lâm có tinh thần cởi mở hơn ông Trọng, sẵn sàng gặp Facebook, Google khi qua Mỹ. Còn ông Trọng tư tưởng lỗi thời, còn khen Trung Cộng là ngon hơn Việt Nam. Chả có gì cả, tại vì bây giờ tôi nói quý vị, Tô Lâm phải làm, trong mấy năm làm công an, Tô Lâm đã làm việc rất nhiều với Facebook và với lại phía của YouTube rồi, và cả Google rồi, và tôi là nạn nhân đây. Tại vì mỗi lần nó làm việc là một số những cái clip của tôi mà nói về tình hình Việt Nam đó đều bị ngăn chặn không cho coi từ Việt Nam, và YouTube đã gửi thư cho tôi. Và họ nói rất rõ ràng theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Ok, thì do đó cái chuyện mà Tô Lâm qua gặp Facebook với Google là chẳng qua là muốn áp lực những công ty này phải tăng cường thêm cái việc mà giám sát nội dung mà gây tổn hại cho cái chế độ cai trị. Và thứ hai nữa là ép những công ty này phải đặt server tại Việt Nam thôi. Ok. Rồi, tiếp tục. Ok.
Elon Musk có ủng hộ cho công nghệ AI không? Tôi không biết công nghệ là cái gì hết. Elon Musk đang có một công ty phát triển về AI gọi là XAI. Còn công nghệ là con mẹ gì? Ok. Và AI đó là trí tuệ nhân tạo, tức là cái kỹ thuật mới giúp cho mọi người có thể tổng hợp thông tin và có thể giúp cho mọi người tạo ra một cái sản phẩm dựa trên cái ngôn ngữ, dựa trên cái một cái bài viết, nó có thể tạo ra những cái hình ảnh và những cái 3D đại khái như vậy. Hoặc là nó có thể giúp cho mà những cái phân tích chính xác hơn thôi. Thì nó là cái kỹ thuật mới bây giờ, nó gọi là AI, tức là trí tuệ nhân tạo, còn công nghệ là con mẹ gì. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Houthi muốn đàm phán với chính quyền dân sự Yemen. Anh nghĩ họ có sợ sau Hamas và Hezbollah, mục tiêu kế tiếp là họ sợ mất quyền lực nên chủ động đàm phán không? Thật sự quý vị, cái này cũng chỉ là một cái đòn chính trị của Houthi thôi. Tại vì họ không muốn mất lòng các quốc gia Ả Rập xung quanh. Các quốc gia Ả Rập xung quanh đều ủng hộ cho chính quyền của Yemen. Do đó, họ muốn giành cái tư thế ủng hộ của các quốc gia Ả Rập trong lúc mà họ đối đầu với Do Thái. Chứ chả có tốt lành gì cả. Và nhóm này vẫn là, tôi vẫn xem là nhóm khủng bố. Và bây giờ Joe Biden mới xếp nhóm này trở lại nhóm khủng bố. Tức là đây là một cái nhóm khủng bố, chứ không phải là một cái lực lượng gọi là chính quyền nào cả nha. Chính quyền dân sự Lebanon có nhân cơ hội Hezbollah suy yếu lật đổ họ không anh? Thứ nhất là chính quyền dân sự của Lebanon không có liên can gì tới Hezbollah cả. Nhưng trong quốc hội của Lebanon thì có rất nhiều thành viên và những người có cảm tình với Hezbollah nằm trong đó. Do đó tại sao mà họ vẫn dung dưỡng cho Hezbollah hoạt động ở miền Nam Lebanon nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Wow, các bạn vào khá nhiều để tôi rà trở lại. Wow. Lướt qua một số. Ok, rồi, ok. Tại sao chỉ vài ngàn máy nhắn tin mà Do Thái mất 15 năm để thực hiện như báo ABC đưa tin về anh Phong? Đó là cái vị tin vào ABC. Một số chuyên gia cho rằng 15 năm, trong khi cái bài nhận định trước đó của các chuyên gia về kỹ thuật đó, họ nói mất 7 tháng cho tới 2 năm thôi. Ở đâu ra mà 15 năm? Chẳng qua là ABC nó tự đưa ra thôi. Nó dựa trên cái gì nó đưa ra tới 15 năm? Trong khi đó, một số những chuyên gia về tình báo và kể cả một số chuyên gia về ngành kỹ thuật, họ nói là mất khoảng 7 tháng tới 2 năm. Ok. Anh nghĩ Tô Lâm sẽ làm giống Kim Jong Un cho Thanh Trừng bỏ tù những kẻ thân trong cộng của Anh Phong, sau lưng Tô Lâm là cố vấn Ba Dũng. Tôi chưa biết, nhưng mà ít nhất trong giai đoạn này tôi biết được Tô Lâm muốn giữ một khoảng cách với Trung Quốc thôi. Và Tô Lâm nghiêng về phía của Vladimir Putin, tức là Nga. Còn sau này chưa biết là cái thỏa hiệp của Tô Lâm với Trung Quốc như thế nào thì chưa biết. Nhưng bây giờ trước mắt thì mình thấy điều đó. Tức là Tô Lâm muốn giữ một khoảng cách với Cộng sản Trung Quốc và nghiêng về phía Nga nhiều hơn nha. Rồi, những người nằm trong chiến dịch tranh cử của Harris nhận email từ HKI rằng họ có bị xem là cấu kết nước ngoài thắng bầu cử không? Họ nhận được email người ta gửi tới nhưng mà họ không sử dụng và họ không đọc tới thì đâu có bị gì. Chừng nào họ sử dụng những cái thông tin đó. Còn bây giờ chiến dịch tranh cử của Kamala Harris đâu có người nào sử dụng đâu. Và tới giờ phút này cũng đâu có ai sử dụng đâu, mặc dù họ xác nhận có một số người nhận được email. Bây giờ tôi gửi email cho quý vị, rồi cái giờ quý vị bị buộc tội à? Nhận được email của tôi, rồi quý vị bị buộc tội à? Cái chuyện đó vô lý, ok? Rồi, chú nghĩ sao về văn hóa woke? Có phải nó là bước thụt lùi của văn minh không chú? Chữ woke nhiều người dịch là cái văn hóa bừng tỉnh, nhưng mà tôi dịch thoáng hơn. Tôi gọi nó là cái văn hóa băng hoại. Nó dẫn tới sự băng hoại xã hội. Chữ woke nhiều người dịch là văn hóa thức tỉnh hay bừng tỉnh. Nhưng mà thật sự quý vị, cái nghĩa nó không phải như vậy. Cái nghĩa của nó là sự băng hoại. Tức là nó làm cho tất cả mọi thứ đảo lộn lên hết. Do đó tôi gọi nó là cái chữ woke này á, tôi dịch nó là sự băng hoại thì đúng nghĩa hơn. Ok. Rồi tiếp tục. Ok.
Anh Phong có thông tin gì về bệnh tình của ca sĩ Hoàng Vũ không? Tôi ở cái Hilton tôi không biết, nhưng mà tôi được biết là một số anh chị em nghệ sĩ bên đó tìm cách giúp đỡ cho ca sĩ Hoàng Vũ. Ok, và hình như là trong cái đó có Tri Di Phương Trinh hay sao đó thì tôi không biết, nhưng mà ít nhất là tại vì tôi đang ở Hilton và tôi cũng không có hiểu rõ về cái bệnh tình của ca sĩ Hoàng Vũ. Tôi chỉ biết là ca sĩ Hoàng Vũ vướng cái căn bệnh rất là kỳ cục và bây giờ có thể sẽ không biết là đếm từng ngày như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Chú Phong có thể thêm chương trình tán gẫu thứ bảy hoặc vô đề chủ nhật không chú? Bởi vì những người đi làm cuối tuần như con muốn hỏi nhưng không thể, chỉ có thể ở buổi tối xem lại. Sorry con, cái chương trình này của chú truyền thống từ ngày lập lập channel tới bây giờ rồi, không có thay đổi và nó vẫn giữ nguyên tất cả những quy tắc của nó. Ok, thì chịu thôi con. Ok, nó bị lệch giờ với con thì chú chịu thôi, nhưng mà bên đây thì chú làm chương trình là nó có thói quen và con thấy rồi đó, mỗi một lần như vậy cả chục ngàn người họ vào. Thì bây giờ biểu chú làm thêm, thứ nhất là chú không có giờ nữa, và thứ hai mà biểu chú đổi giờ cũng không được. Ok rồi tiếp tục. Nếu bây giờ Tô Lâm thân Mỹ giống như thời Nguyễn Tấn Dũng, chú nghĩ Việt Nam có kéo lại kinh tế không ạ? Câu trả lời là không. Và thân bằng cách nào? Bây giờ chính sách của Mỹ đã thay đổi, không giống như cái thời của Nguyễn Tấn Dũng nữa. Thời của Nguyễn Tấn Dũng là phía của chính quyền Obama, phía của chính quyền Obama đã gọi là tiếp tục gọi là châm chước cho Cộng sản Việt Nam có thêm thời gian thay đổi. Nhưng mà kể từ khi ông Trump lên và đặt lại cái chiến lược chuyển trục về Á Châu, và Hoa Kỳ đã thay đổi lập trường, chỉ chia sẻ những cái phát triển kinh tế và những cái thịnh vượng kinh tế cho những quốc gia có chung giá trị. Như vậy thì Tô Lâm muốn thân Mỹ thì Tô Lâm phải thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị, phải để cho đảng đối lập được được căn chính. Điều này Tô Lâm dám làm không? Tôi không nghĩ như vậy, tại vì nếu mà mở cửa cho đảng đối lập thì có nghĩa là đảng cộng sản đi vô thùng rác hết, tại vì dân bây giờ nó chán đảng cộng sản lắm rồi. Nhưng mà tại họ không còn chọn lựa nào khác thôi. Còn bây giờ mà được chọn lựa, người ta sẽ chọn đảng khác, bất kỳ là đảng nào, đạp đảng cộng sản vô thùng rác hết. Cho nên Tô Lâm có dám làm chuyện đó hay không? Do đó đừng nói là Tô Lâm thân Mỹ, Tô Lâm không có thân Mỹ, Tô Lâm thân Nga thì đúng hơn. Và chỉ bò tới Mỹ là làm cái là đưa ra một cái gọi là một cái trận giả, giống như là tiếp cận gần Mỹ thôi. Và kỳ này Tô Lâm tới nước Mỹ không phải là để đi họp với lại Joe Biden hay là tòa Bạch Ốc đâu. Tô Biden tới là chẳng qua là ông ta đang là chủ tịch nhà nước. Thì trên nguyên tắc ông ta đại diện cho Việt Nam để mà tham dự cái đại hội đồng của Liên Hợp Quốc thôi. Và cái phiên họp đó diễn ra hàng năm vào tháng 9. Mỗi một năm tháng 9 thì cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp ở tại New York. Nó không có cái ý nghĩa gì lớn lao cả. Chẳng qua là quý vị ở trong đó bị tụi nó tuyên truyền tùm lum, rồi cứ nghĩ là Tô Lâm qua Mỹ quan trọng lắm. Nothing. Tô Lâm qua Mỹ là nothing. Ok. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Ok, số ghế đại cử tri có thay đổi được không chú? Đảng Dân Chủ có lợi trong việc thắng bầu cử, có lợi dụng việc thắng bầu cử. Thứ nhất, nó không phải là ghế. Nó là cái gọi là đại cử tri đoàn đó, là nó phân theo cái ghế ở trong quốc hội, nhưng nó những người đó không phải là ngồi ghế trong quốc hội. Nó chỉ là một cái khối cử tri của một địa hạt mà thôi. Và họ cử một người đại diện ra làm đại biểu đoàn hay là đại cử tri hay là cử tri đoàn, thì tùy theo cái district đó. Còn những cái nó chia cái district là dựa trên các cái ghế trên quốc hội, nhưng không có nghĩa là cái người mà đại diện đó là ngồi trong quốc hội, không phải như vậy. Họ dựa trên là bởi vì ví dụ như tiểu bang California họ có 52 ghế ở hạ viện và 2 ghế ở thượng viện, thì cộng lại là 54 cử tri đoàn. Nhưng mà không có nghĩa là những người trong quốc hội đó là đại diện cho là cái khối cử tri bầu cử ở cái district của họ, không phải. Mà do cái khối cử tri ở đó họ sẽ chọn ra một cái người đã cử tri đoàn để mà xem lại kết quả bầu cử trong cái địa hạt đó. Ví dụ cái địa hạt trung bình 700.000 dân, thì trong cái địa hạt đó ai được bầu nhiều nhất thì họ chọn một người đại diện cho khối cử tri ra và báo cáo kết quả bầu cử thôi, chứ không phải là cái ghế. Ok rồi tiếp tục.
Nếu đưa FBI điều tra vụ ám sát ông Trump, em tin họ đưa ra quyết định kẻ ám sát hành động cá nhân không phải có tổ chức. Bây giờ có rất nhiều những cuộc điều tra không riêng gì FBI. FBI có cuộc điều tra phối hợp với những cơ quan khác. Rồi Bộ An ninh Nội địa và cơ quan mật vụ cũng có cuộc điều tra riêng. Rồi trên Thượng viện có cuộc điều tra riêng. Quốc hội cũng có cuộc điều tra riêng. Và Bộ Tư pháp cũng có cuộc điều tra riêng. Tất cả những cuộc điều tra này đâu phải tập trung vào FBI. FBI chỉ là cái lực lượng chính. Khi mà xảy ra bất kỳ một cái vụ nào thì họ nắm cái quyền điều tra thôi. Nhưng mà còn có những cái cơ quan khác giám sát nữa. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Theo chú, Nhật Bản có chấp nhận giới trẻ phóng túng và băng hoại để đổi lấy dân số không? Cháu thấy nhiều chính sách khuyến khích đẻ cũng kỳ lắm. Nhật Bản đã đi qua giai đoạn đó rồi. Nhật Bản đã từng đi qua cái giai đoạn mà xã hội của họ bị băng hoại rồi. Quý vị phải nhớ cái thập niên 80, 70, 80 là cái giai đoạn mà cực thịnh của cái nền kinh tế Nhật Bản. Và giai đoạn đó xã hội Nhật Bản cũng mở rộng. Họ phóng túng về tình dục. Họ phóng túng về tình dục và các cái ý tưởng trong xã hội đó. Rồi nó đi tới sự băng hoại. Và sau cái trận suy thoái ở đầu năm 90 thì bắt đầu là nước Nhật bắt đầu ổn định trở lại. Và cho tới ngày hôm nay là đảng bảo thủ nắm quyền. Họ đã đưa ra những cái chính sách để cản trở tất cả những cái tư tưởng băng hoại. Ok. Chứ không phải là nước Nhật chưa bao giờ có. Nước Nhật đã trải qua giai đoạn đó lâu rồi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Anh Phong cho em hỏi ông Trump thắng bao nhiêu tiểu bang trên 7 tiểu bang chiến địa anh Phong, hay phải thắng hết 7 tiểu bang này? Không cần biết thắng bao nhiêu tiểu bang, cái khối cử tri đoàn cộng lại với khối cử tri đoàn ông đang có, miễn trên 270 là thắng. Không cần biết ông thắng bao nhiêu tiểu bang, miễn làm sao mà cái khối cử tri đoàn ở trong 7 tiểu bang chiến lược đó cộng với lại cái khối cử tri đoàn mà ông có được từ những tiểu bang red state cộng lại trên 270 là ông thắng. Trên 270 là ông thắng. Do đó thì tùy theo mỗi một tiểu bang nó có một cái số lượng cử tri đoàn khác nhau. Thì quý vị cứ việc cộng lại là quý vị biết nha. Ok. Ngày càng có nhiều nước mua vũ khí Nam Hàn, tương lai Trung Cộng sẽ không thống lĩnh thị trường sau này phải không Phong? No, Trung Cộng chưa bao giờ được xem là thống lĩnh trong thị trường bán vũ khí cả. Từ xưa tới nay Mỹ vẫn đứng đầu. Mỹ vẫn đứng đầu, Pháp đứng nhì. Đây là hai quốc gia mà có cái lượng bán vũ khí nhiều nhất. Thì bây giờ Nam Hàn lọt vào trong top 10. Tức là vũ khí của họ đã được nhiều quốc gia mua, mà vũ khí hạng nặng đó. Tức là Nam Hàn có một cái công nghiệp đóng tàu rất là gọi là đứng nằm trong top 10 của thế giới luôn. Cho nên họ bắt đầu có cái công nghiệp này, và kể cả cái công nghiệp và về công nghiệp nặng đó, về xe đó. Cho nên họ chế tạo những cái xe tăng và họ có khả năng đóng những chiếc tàu chiến, kể cả tìm thủy đỉnh luôn. Đó là cái sở trường của Nam Hàn nha. Rồi lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Lướt qua một cái, quay trở lại chúng tôi mất những cái bị vào khá nhiều, cho nên là tôi phải ra lại từ ở trên để không có mất những cái comment của quý vị nha. Ok. Ok. Tại sao tại ABC nói Taylor Swift đề cử Harris không ảnh hưởng nhiều cử tri về anh? Họ là truyền thông cực tả, họ không ngại nói láo. Thứ nhất là bởi vì cái đó, cuộc thăm dò đó không, tôi nói quý vị nghe, các đài á, họ thực hiện cuộc thăm dò không phải tự đài của họ đứng ra, mà họ chỉ là người chủ động điều hành cuộc thăm dò. Còn thăm dò là họ phải phối hợp với một cái tổ chức, một cái công ty chuyên về thăm dò. Bởi vì những tổ chức và những công ty đó là những cái nơi chuyên nghiệp, ví dụ như là Purdue nè, Siena College nè, Ramushen nè, hay là đó là những cái tổ chức thăm dò, hay là PORC nè. Thì đây là những cái tổ chức chuyên về thăm dò. Thì thông thường các công ty truyền thông họ mở cuộc thăm dò là họ dựa trên những cái cuộc thăm dò mà họ phối hợp với ai. Thì ABC phối hợp với một cái công ty thăm dò đưa ra, thì cái công ty thăm dò đó họ thực hiện theo cái lĩnh vực chuyên môn của họ, thì họ đưa ra. Tuy nhiên
có những cái họ đưa ý vào, ví dụ như ABC đưa ý vào E, tôi muốn anh thăm dò là Taylor Swift là sẽ được nhiều người ủng hộ. Thì cái công ty này nó cũng trả lời trước là tôi sẽ làm theo ý của anh. Nhưng mà kết quả từ cuộc thăm dò, chúng tôi gọi điện thoại hay là chúng tôi gửi email hay là chúng tôi tiếp xúc, thì cái đó kết quả unknown, chúng tôi không làm trái được. Thì chúng tôi sẽ đưa những câu hỏi có lợi theo cái ý kiến của anh. Tức là anh nói rằng là anh muốn hỏi cái câu gì thì chúng tôi đưa ra, nhưng phản ứng vẫn là những người thăm dò. Do đó ABC cũng có cái ẩn ý này. Tức là họ cũng giống như là bên New York Times, họ muốn nghĩa là cho thấy là ông Trump còn thua nhiều người lắm. Nhưng mà cổ một cái là họ đâu có tự mình thực hiện thăm dò, mà do những công ty độc lập ở bên ngoài. Họ phối hợp với những công ty độc lập, và những công ty độc lập đó họ lại có cái quy tắc thăm dò riêng của họ, tại vì họ là những cái nơi chuyên nghiệp thăm dò hàng tháng, hàng tuần. Do đó ABC bây giờ kết quả ra thế sao, họ phải báo cáo vậy thôi, họ đâu có làm được khác đâu. Đây là cái mà tôi nói quý vị thấy là đó, New York Times phối hợp với tờ gọi là Philadelphia Inquirer là hai tờ báo, thì họ phải chọn Siena College là cái nơi chuyên thực hiện thăm dò, hay là 538, hay là bên phía của Pew Research, hay là bên phía của Rasmussen. Đây là những cái tổ chức thăm dò được xem là người ta xem nhiều nhất và người ta tin tưởng nhiều nhất, bởi vì họ có cái quy tắc thăm dò. Nhưng khi phối hợp như vậy thì những cái đài truyền thông nó chơi xỏ lá bằng cách là nó tìm cách bơm cho một ứng cử viên nào đó, thì nó đưa câu hỏi có lợi cho ứng cử viên đó. Đó là cái cách xỏ lá. Nhưng mà những công ty này họ nói là có những lúc cái kết quả nó ra đúng như ý của anh, nhưng có những lúc kết quả ra ngược lại, chúng tôi phải chịu thôi. Đó là cái mà cái phương thức thăm dò nó là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Ok. Vì sao những kẻ Rhino không đọc báo cánh hủ mà đọc báo cánh tả chi để bị nhồi sọ về anh, trong khi đó cử tri của họ trung thành với báo? Thứ nhất là những kẻ Rhino này họ sống ở những cái tiểu bang Blue State hoặc là những khu vực Blue State, họ bị ảnh hưởng bởi cái khối cử tri xung quanh đó nhiều hơn là truyền thông. Họ vẫn coi truyền thông cánh hữu. Nhưng mà khổ một cái, họ vì cái khối cử tri ở khu vực đó cho nên cái lời phát biểu của họ trở nên hai hàng là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Ok rồi. Đám Hezbollah bây giờ rất sợ những vật dụng liên quan tới điện tử. Họ nên sống theo kiểu thời kỳ đồ đá mới hết lo. Bây giờ chưa biết, nhưng mà trong vài tuần nữa thì có thể họ có một cái hệ thống liên lạc riêng kiểu khác. Nhưng bây giờ trước mắt thì họ đã bị không biết họ sẽ sử dụng cái kiểu nào để liên lạc với nhau. Tới bây giờ thì tôi không biết, nhưng mà chắc chắn rằng là họ sẽ phải đối diện với những cái thách thức trong thời gian tới. Và có thể cuộc chiến sẽ bùng nổ lớn trong tuần tới nha. Rồi tiếp tục. Ok. Cảm nhận anh Phong ra sao khi người mẫu Trang Hạng chụp hình dưới cờ vàng nhưng cô ta không hề sợ hãi dưới sự công kích của dư luận viên? Cái chuyện bình thường, cái đó là bản lãnh của mỗi một người thôi. Và cái cách lý luận làm sao hợp lý thôi. Ok. Cái cách lý luận làm sao hợp lý để mà bảo vệ cho mình thôi. Có những người không biết cách lý luận thì đưa ra những câu trả lời hớ hên để cho đám dư luận viên nó chửi. Rồi bên đây cũng chửi. Còn có những người họ đưa ra giải thích hợp lý cho họ, thì đương nhiên là họ thoát được thôi, chứ chả có gì hết nha. Có phải nhà văn Kim Dung chịu ảnh hưởng tiêu điền của Trung Cộng không? Khi tác phẩm của mình, ông thường khắc họa hình ảnh các nhà sư từ Tây Tạng rất là xấu. No. Nhà văn Kim Dung xuất thân gia đình của ông ta là chống cộng sản. Chính vì vậy gia đình ông ta mới đào thoát tới Hồng Kông. Nhưng mà về sau này, về già, thì Kim Dung lại có một cái lối suy nghĩ khác, và cái lối suy nghĩ này đã khiến cho phía của ông ta gọi là được sự ủng hộ của cộng sản nhiều. Chứ thật sự ông ta là một người gọi là chống cộng sản thì đúng hơn. Ok. Rồi quý vị cho phép chúng Phong, cho Phong một phút đồng hồ nha. Ok.
Và cáo lỗi cùng quý vị, Phong trở lại với tất cả khán giả trong cái chương trình tán gẫu ngày hôm nay. Ok, tiếp tục đọc những cái comment của quý vị nha. Ok. Ok, cho em tin Do Thái Hebola đã phát hiện vụ máy nhắn tin và bộ đàm nên họ cho nổ sớm hơn. Nếu không họ để nhóm này sử dụng vì số lượng nhiều rồi mới cho nổ kích nổ. Thật sự có nguồn tin nó cho là như vậy, là phía Do Thái họ tính cho kích nổ trong cái cuộc tổng tấn công họ nhắm vào Hezbollah thời gian tới. Nhưng mà somehow họ sợ rằng đám Hezbollah phát hiện được cho nên họ cho kích hoạt sớm hơn. Đây là cái tin và cái dự đoán của các chuyên gia đưa ra dựa trên cái tình hình tình báo thôi. Chứ thật sự nó cũng chưa biết được là Hezbollah có biết hay không và Do Thái, và cái này có phải là của Do Thái hay không. Tại vì cho tới giờ phút này thì phía Do Thái vẫn không có nhận và cũng không có chối trong cái việc cái vụ nổ này. Cho nên chúng ta chưa biết được nha. Anh nghĩ Cuba giúp Trung Cộng đào đường hầm xuyên biên giới của Mỹ không? Cũng như Hamas đào đường hầm xuyên Ai Cập. Vấn đề ở chỗ là cách một dòng biển, đào đường hầm bằng cách nào? Cuba nằm cái đảo quốc ở ngoài. Cách một cái bờ biển, đào đường hầm bằng cách nào? Nói tôi nghe đi. Đào đường hầm bằng cách nào? Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Những kẻ Rhino đảng Cộng Hòa hầu bầu cho Harris, đám này cũng như tân chuyện Lee Cheney, cử tri Cộng Hòa chẳng quan tâm, tiếng nói họ không có trọng lượng anh ơi. Thì tôi nói quý vị, năm nay đừng nói cái đám Rhino. Ngay cả những người có uy thế đó, ok, ngay cả những người được xem là có uy thế đó, mà năm nay còn không ảnh hưởng được nữa. Tức là những người mà có tên tuổi lớn đó, thì cũng chỉ là một lá phiếu thôi. Tôi nói rồi, năm nay cử tri họ có cái suy nghĩ khác. Tức là cử tri của Mỹ năm nay đó là họ dựa trên chính sách, họ dựa trên điều hành, họ dựa trên tất cả những cái gì mà họ thấy rằng là họ cần ưu tiên, chứ không phải chạy theo đám đông bầy đàn nữa. Cho nên đừng có nói tới cái đám Rhino này. Ngay cả những cái người mà được xem là có uy thế ở trong cái xã hội Mỹ đó mà còn không ảnh hưởng thì đừng nói tới đám Rhino nha. Kasim mới mất rồi. Oh my god, tôi chưa biết đó. Sáng nay tôi vẫn không thấy để ý. Có lẽ là một lát nữa tôi sẽ gọi một số anh chị em nghệ sĩ để biết được nha. Rồi, tiếp tục. Sắp tới, ông Trump có thể gặp Zelensky và khẳng định tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, đập tan luận điệu của đám cánh tả nói ông bỏ rơi Ukraine không? Ông Trump đã nói rất nhiều lần là ông vẫn ủng hộ cho Ukraine và ông mong muốn chấm dứt cuộc chiến này. Ok. Có điều là việc hỗ trợ cho Ukraine nó là cái món cho vay, chứ không phải là cho luôn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, lần này là Zelensky chủ động đi gặp ông Trump. Lý do là bởi vì ông có cái kế hoạch gọi là Victoria Plan. Tức là một cái kế hoạch chiến thắng ông đã đưa cho Joe Biden rồi. Thì kỳ này ông qua Mỹ, ông gặp ông Trump và ông gặp Kamala Harris để ông đưa cái bản kế hoạch này cho cả hai người. Tại vì một trong hai người sẽ là tổng thống trong tương lai của nước Mỹ sau khi Joe Biden rút lui. Do đó thì để xem coi ông Trump ông đánh giá cái bản kế hoạch của ông Zelensky có khả thi hay không. Và ông Trump thì lại có cái kế hoạch riêng để chấm dứt cuộc chiến này. Còn Zelensky nói rằng ông có kế hoạch ép Nga bước vào bàn đàm phán. Thì bây giờ chúng ta chưa biết được. Thì để xem có cái cuộc gặp gỡ này như thế nào. Ok. Nhưng mà cái định mệnh thì tôi nói rằng là Zelensky với ông Trump có một cái định mệnh khác nhau. Tại vì lần đầu tiên Zelensky đắc cử thì cái cú điện thoại của ông Trump gọi chúc mừng cho Zelensky, thì chính cái cú điện thoại đó đã khiến cho ông Trump bị đàn hạch lần thứ nhất. Thì quý vị, do đó thì cái mối quan hệ của ông Zelensky và ông Trump cũng có những cái đặc biệt lắm nha. Rồi tiếp tục. Ông Trump đắc cử có thể cho phép Nam Hàn sở vũ khí hạt nhân không anh? Nên như vậy mới đủ răn đe Bắc Hàn. Bây giờ thì chính quyền Joe Biden đang khai triển một số những cái thách thức về nuclear cho phía của Nam Hàn. Thì khi ông Trump lên thì vấn đề này không khó với ông Trump. Vấn đề là Nam Hàn sẽ phải trả bao nhiêu tiền. Khi mà Hoa Kỳ cho khai triển một số những cái thách thức hoặc là những cái bệ phóng các hỏa tiễn có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử, thì lúc đó Nam Hàn sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho Hoa Kỳ mỗi năm. Ok. Cái đó chứ không phải là ông Trump không có muốn.
Ok, ổng vẫn muốn là install mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ ở các quốc gia đồng minh. Nhưng mà các quốc gia phải chia sẻ trách nhiệm. Tức là họ phải trả tiền nha. Mỹ có thể ra dự luật cấm vận kinh tế đối với nước nào can thiệp bầu cử như Iran không anh? Không cần ra dự luật. Mà cái cơ quan hành pháp, tức là tổng thống đã có quyền đó rồi. Ổng có quyền ban hành lệnh cấm vận bất cứ giờ phút nào, không cần ra luật. Đó là sắc lệnh hành pháp của ổng. Và ông Trump đã làm trong cái lúc mà năm 2018. Và bây giờ tới phiên Anthony Blinken và Joe Biden cũng đang làm. Không cần phải ra dự luật gì cả. Ok. Rồi tiếp tục. Campuchia tuyên bố rút khỏi tam giác phát triển Đông Dương, có phải do Trung Quốc nhúng vào và có tác động gì tới Việt Nam không? Có nghĩa là phía Campuchia sẽ không tuân thủ tất cả những cái cam kết về môi trường với Lào và Việt Nam. Họ sẽ rút ra tất cả những cái cam kết này. Có nghĩa là điều này sẽ là nguy hiểm cho cả hai nước Lào và Việt Nam đó. Vấn đề là tại sao Campuchia đi tới cái bước này? Và Trung Quốc đã đưa cái lợi gì nhiều cho Campuchia để họ tiếp tục đứng về phía Trung Quốc nha. Ok. Nếu ông Trump đắc cử, xử lý Iran thế nào về việc can thiệp bầu cử anh Phong? Thứ nhất là cái đó là quyền xử lý là nằm trong tay của các cơ quan điều tra, không phải của ông Trump. Tuy nhiên, ông Trump có quyền hành pháp cấm vận và trừng phạt kinh tế. Thì ông sẽ áp đặt tất cả những cái lệnh cấm vận gay gắt nhất dành cho Iran. Ok, giống như ông làm năm 2018. Ok, còn cái vấn đề mà điều tra như thế nào, kết quả ra sao và truy tố những ai thì cái đó là của cơ quan điều tra, không phải là quyền của ông Trump. Ông Trump không có thẩm quyền xen vào. Cái đó thuộc về bên Bộ Tư pháp, thuộc về bên phía của các cơ quan điều tra. Không phải thẩm quyền của ông Trump. Ok. Khi nào đạo luật tăng cường bảo vệ cho ứng cử viên được thông qua trên sàn Thượng viện bên Phong? Chưa biết được, được thông qua trên sàn Hạ viện rồi, 405 trên 0. Thì bây giờ chuyển lên sàn Thượng viện, thì Thượng viện lúc nào đưa ra thì tùy theo ông chủ tịch khối đa số là ông Chuck Schumer. Chừng nào ổng đưa ra trên toàn sàn Hạ viện. Và trước khi ổng đưa ra thì phải do cái ủy ban an ninh nội địa trên sàn Thượng viện duyệt đã. Họ bỏ phiếu trong ủy ban trước rồi mới đưa ra toàn sàn Hạ viện. Thì không biết là họ có duyệt trong tuần tới hay không, chúng ta không biết được nha. Rồi, anh Phong có biết là Duy Thức bị ép buộc rời khỏi nhà tù? Tôi không biết là ép hay không, nhưng mà trên nguyên tắc thì là nó là cái hành động trả tự do. Còn anh Trần Huỳnh Duy Thức, ảnh có bị ép ra khỏi nhà tù hay không? Cái này tôi không biết, quý vị tự suy diễn và tôi thì nói. Và chính anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng chưa lên tiếng gì cả. Anh cũng chưa lên tiếng, anh chưa nói gì cả. Cho nên tôi cũng không biết là cái này là sự ép buộc hay không. Ok, nhưng mà ảnh đã trả giá 16 năm tù. Thì quý vị có thể diễn dịch theo kiểu của quý vị. Nhưng mà tôi muốn chờ chính thức từ miệng của anh Trần Hình Duy Thức là ảnh tiếp tục muốn ở trong tù hay là ảnh bị ép ra khỏi nhà tù. Mà cái đó là nhà tù nhỏ, còn bây giờ ra ngoài thì cũng là nhà tù lớn thôi. Ok. Rồi. Ok, anh nghĩ Lebanon có kịch bản hủy diệt giống Gaza, em ủng hộ Do Thái ném bom ở nước này như giải Gaza. No, Do Thái không có hủy diệt Lebanon. Do Thái chỉ nhắm vào các vị trí quân sự của nhóm Hezbollah mà thôi. Và bây giờ họ có tấn công cũng chấm vào tất cả những vị trí quân sự của Hezbollah. Có điều khác nhau chỗ này, Hezbollah có những cái vị trí quân sự của nó rõ ràng lắm. Kể từ trại đóng quân cho tới kho đạn, tất cả mọi thứ rất là rõ ràng. Ngược lại đám Hamas thì nó điếm hơn. Tức là nó không có những cái căn cứ quân sự rõ ràng, mà nó xây dựng những cái đường hầm ở dưới những cái dân sự, ví dụ như là trường học, đền thờ hay là bệnh viện. Do đó khi mà Do Thái đánh bom vào dải Gaza nó khó khăn hơn, là bởi vì những cái xào huyệt điều hành của Hamas nằm dưới đường hầm và nằm ở dưới lòng đất, ở trên thì là cơ sở dân sự. Còn bên phía của miền Nam Lebanon đó là Hezbollah, họ hoạt động công khai. Do đó họ có những cái căn cứ quân sự riêng của họ. Do đó hai cái khác nhau, không có thể đánh đồng với nhau được nha. Rồi tiếp tục.
Theo anh Phong, Tổng thống Trump có bao nhiêu phần trăm thắng cử? Theo tôi thì là 100%. Tại vì không ai đoán được kết quả bầu cử cả. Ai tin ông Trump thắng thì tin. Và ai tin Harris thắng thì tin thôi. Và nếu đã tin thì là 100% rồi. Ok? Chứ đừng hỏi là bao nhiêu phần trăm. Tôi chả bao giờ nói bao nhiêu phần trăm cả. Tôi chỉ nói tôi tin ông Trump thắng thì là tôi nói 100%. 1.000% luôn. Nhưng mà cái đó là cá nhân của tôi. Đó là niềm tin thôi. Niềm tin là chắc chắn 100%. Còn nếu mà nói rằng phân tích theo cái này cái kia thì không ai đoán được cả. Không ai đoán được kết quả bầu cử cả. Do đó đừng đừng bao giờ lặp lại câu hỏi anh nghĩ có ông Trump được bao nhiêu phần trăm thắng. Ok, tôi không có nghĩ, tôi tin ông Trump thắng. Nhưng mà kết quả cho tới giờ phút cuối cùng không ai biết được. Ok. Rồi, tiếp tục. Anh nghĩ sắp tới Tổng thống Philippines sẽ viếng thăm Đài Loan để đáp trả Trung Cộng uy hiếp Hồng Kông? No. Tại vì trên quy tắc thì Philippines vẫn chưa xác nhận Đài Loan là một đảo quốc độc lập, cho nên sẽ không có chuyến viếng thăm của bất kỳ một lãnh đạo nào của Philippines. Họ có thể sử dụng cái lối là thăm viếng theo tình trạng cá nhân thì ok, hoặc là họ gặp gỡ bên lề của một số những cái hội nghị nào đó thì ok. Nhưng mà viếng thăm chính thức từ Philippines tới Đài Loan thì không có, tại vì Đài Loan trên quy tắc họ vẫn chưa được thừa nhận là một quốc gia độc lập. Thì bây giờ ông Ferdinand Marcos Jr. viếng thăm đảo quốc Đài Loan với tư cách là thăm cái gì? Nói tôi nghe coi. Ok. Rồi tiếp tục. Đúng qua một cái số cái đáp rồi nha. Ok. Ok, lướt qua một cái đọc rồi nha. Anh có thích cách làm việc của Mark Zuckerberg? Cách làm việc của Mark Zuckerberg tôi đâu có biết là làm sao, hay là biểu tôi thích hay không thích. Tôi đâu có biết mỗi ngày Mark Zuckerberg dậy làm cái gì, rồi ăn uống ra sao, rồi làm việc thế nào với nhân viên. Tôi có bao giờ tiếp xúc đâu mà tôi biết. Tôi có bao giờ tiếp xúc với Mark Zuckerberg mà tôi biết. Do đó đừng hỏi những câu này, nó vô duyên lắm nha. Rồi, chắc mùa Ellison năm nay chỉ có hai người thôi chứ không có người thứ ba. Có Jill Stein và ông Kanye West là những ứng cử viên độc lập. Jill Stein đại diện cho đảng Green, còn Kanye West bây giờ thì đại diện cho cái gọi là đảng Nhân dân, đảng Nhân dân xã hội. Thì đó là hai người chính thức đã là ứng cử viên độc lập rồi nha. Rồi tiếp tục. Có thông tin nhân viên đài ABC tố cáo cho biết ABC đưa đề bài trước cho bà Kamala Harris trong cuộc debate, có đúng không chú Phong? Thứ nhất là chúng ta không biết được. Bây giờ chính thức thì bên thượng viện là ông thượng nghị sĩ Roger Marshall, là ổng nằm trong cái ủy ban đặc trách về vấn đề an ninh và về vấn đề của truyền thông đó. Thì ổng đã viết thư cho lãnh đạo của đài ABC cung cấp tất cả những chứng từ, từ cái test cho tới những cái email họ liên lạc với lại cái chiến dịch tranh cử của Kamala Harris. Thì ông đã yêu cầu chính thức rồi. Ok. Và hôm trước thì ông Trump đã lên tiếng và yêu cầu FCC rút môn bài. Nhưng mà ông Khan thì ông tuyên bố không. Ông Khan là người đứng đầu của cơ quan FCC đó. Thì ông tuyên bố là không. Nhưng mà bây giờ thì ông Roger Marshall, tức là thượng nghị sĩ Roger Marshall, đã yêu cầu đài ABC là phải cung cấp tất cả những chứng từ liên lạc, trong đó email, text, điện thoại vân vân để họ điều tra. Thì cái này mình không biết được nha. Ám sát cựu tổng thống là tội ác rất nghiêm trọng, tuy nhiên nếu FBI, Bộ Tư pháp không đứng vững lập trường trung lập mà cứ nhắm mắt để xảy ra thường xuyên thì nền dân chủ Hoa Kỳ coi như chấm dứt. Họ không bao giờ nhắm mắt cả. Nhưng bây giờ để đề phòng các vụ ám sát nó đến từ đâu? Họ chỉ là khi xảy ra việc họ điều tra, hoặc là có những cái gì mà thông tin đến cho họ thì họ điều tra và họ chặn. Đó là công việc của Bộ Tư pháp và của FBI.
Còn nguồn gốc của những kẻ muốn ám sát thì mình phải đi vào cái nguồn gốc của nó. Mà cái nguồn gốc của nó, tôi đã nói quý vị rất nhiều lần, là do cái luận điệu của đảng Dân Chủ tung ra từ lúc mà ông Trump và Kamala Harris đối đầu nhau. Tất cả luận điệu của đảng Dân Chủ đưa ra đều gán nhãn cho ông Trump là gây nguy hại cho nền Dân Chủ. Cho tới giờ phút này họ vẫn quyết tâm nói chuyện đó. Họ vẫn quyết tâm nói chuyện đó. Tức là họ không có cái chiến lược để tranh cử, họ không có một cái chính sách và họ chỉ bám vào cái điểm này để chụp mũ cho ông Trump thôi. Thì chính vì cái điểm này nó kích động người ta. Thì FBI với Bộ Tư pháp hay là cơ quan mật vụ, họ chỉ làm hết sức của họ thôi. Họ chỉ làm hết sức của họ để đề phòng và ngăn chặn. Nếu đề phòng ngăn chặn được thì bảo vệ tối đa. Chứ bây giờ biểu họ làm cái gì bây giờ? Nguồn gốc của cái vụ ám sát này đến từ đâu? Nó đến từ những lời kích động. Và ai kích động thì tại sao không làm những chuyện đó? Ok. Trong khi đó Elon Musk vừa lên tiếng thôi là mật vụ điều tra ngay đó. Ông chỉ đặt câu hỏi là tại sao ám sát ông Trump mà không phải là Kamala Harris và Joe Biden. Ông đã xóa cái đó đi rồi đó. Mà bây giờ mật vụ đòi điều tra ông đó. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ra lướt một cái, ok. Sao anh không làm một kênh tiếng Anh để nhiều người bên Mỹ hiểu rõ hơn về phe Dân Chủ? Họ hiểu còn hơn tôi nữa. Tại sao tôi phải làm? Quý vị nghĩ là người Mỹ ngu lắm à? Và trên nước Mỹ này có cả 100.000 YouTuber giống như tôi. Họ đang làm đó. Họ đang làm đó. Mà nhiều khi họ đi cái lý luận còn sâu sắc hơn cả tôi nữa. Sao quý vị kêu mà tôi làm là và đại biểu tôi làm? Đâu phải là nước Mỹ không có đâu. Nó có cả 100.000 YouTuber đủ loại. Và trong đó đa số là những người bảo thủ đó. Họ giải thích những cái điểm và họ có nhiều thông tin còn sâu hơn tôi nữa. Ok. Ok, rồi tiếp tục. Anh có nghĩ nhà văn Duyên Anh và Ngài Tâm có điểm giống nhau không? Thẳng thắn và nghĩ cho người thân. Tôi chưa bao giờ so sánh hết. Tại Duyên Anh là người anh kết nghĩa của tôi. Tôi chưa bao giờ so sánh Duyên Anh với lại ông Trump cả. Tại vì hai người khác nhau. Một bên là nhà văn. Còn một bên là một thương gia và một chính trị. Để so sánh cái gì? Còn cá tánh thì thật sự trên đời này có nhiều người giống nhau. Cá tánh về thẳng thắn. Ok. Và nghĩ cho người dân thì ai không nghĩ? Trừ có những tên cộng sản hay là những tên chạy theo cái thuyết cánh tả thì nó chỉ nghĩ tới quyền lợi của nó thôi. Còn một người bình thường, một con người bình thường ai không nghĩ tới người dân đâu. Cho nên cái so sánh đó không đúng, ok? Ngũ giác đài lên kế hoạch rút lui khỏi Iraq cuối năm 2026 có khả thi không? Tôi chưa biết được. Bây giờ trên quy tắc thì Iraq nói là ISIS đã bị đánh dẹp rồi và không cần thiết lực lượng của Hoa Kỳ và liên minh ở lại nữa. Thì bây giờ phải có kế hoạch rút quân. Nhưng từ đây tới năm 2006 thì những gì xảy ra tại Iraq nó có thể ảnh hưởng. Ví dụ như ISIS tụ lại và tiếp tục mở các chiến dịch tấn công thì sao? Do đó, bây giờ trên quy tắc là rút quân. Từ đây tới 2026, 2.500 quân của Hoa Kỳ rút ra. Nhưng mà từ đây tới đó còn nhiều biến động, cho nên bây giờ chưa biết được. Trên quy tắc là như vậy. Nhưng mà trên thực tế, quý vị Mỹ lúc mà lật đổ Saddam Hussein rồi, Hoa Kỳ đã rút toàn bộ quân ra khỏi Iraq. Nhưng mà 2014 Hoa Kỳ và đồng minh phải trả lại. Lại vì lúc đó lực lượng ISIS chiếm đóng một số khu vực ở phía bắc của Iraq và Syria để thành lập một cái quốc gia gọi là đế chế Hồi giáo. Thì lúc đó bắt buộc Hoa Kỳ phải đưa quân trở lại Iraq và cùng với đồng minh để mà tiêu diệt ISIS. Thì bây giờ trên quy tắc ISIS bị đánh bại rồi. Thì bây giờ rút quân thôi. Nhưng mà có điều là nếu như mà rút quân nó mọc ra thêm một cái biến biến một cái biến hóa mới nữa thì sao? Chưa biết được nha. Với tình trạng lạm phát tiền tệ ở Việt Nam hiện giờ, anh nghĩ Việt Cộng có thể làm gì khi kềm hãm giá mất tiền đồng? Cái hay nhất là đám Việt Cộng tự chui mình vô thùng rác để cho người dân quyết định vận mạng thì nó sẽ thay đổi. Đó là cái phương pháp duy nhất thôi.
cái phương pháp duy nhất của Việt Cộng là tự tự động mình chui vào thùng rác, nhưng mà điều này cộng Việt Cộng sẽ không làm, và đó là cách duy nhất để giải thoát cho dân Việt Nam thôi, không còn cách nào khác hết, trừ khi Việt Cộng sụp đổ. Còn nếu không thì quý vị sẽ đối diện với ít nhất là 3 thập niên tới 5 thập niên là quý vị sẽ sống trong tình trạng nửa sống nửa chết. Chết thì chết không được mà sống sống không nổi. Đó là tình trạng kinh tế của Việt Nam trong vòng 3 cho tới 5 thập niên nữa. Tức là 30 năm tới 50 năm nữa, quý vị sẽ đối diện với tình trạng kinh tế này nếu cộng sản còn cai trị nha. Rồi tiếp tục. Ok, ở lướt vào một số cái đọc rồi nha. Chú Phong nghĩ có Blue State nào đổi màu không? Năm nay có hai tiểu bang người ta nghi ngờ. Thứ nhất là tiểu bang Maine có thể sẽ bị chuyển sang màu đỏ, và thứ hai là có nguy cơ New York. Trước đó thì không phải New York mà người ta nghi ngờ Minnesota, nhưng sau khi mà ông Joe Biden rút khỏi cuộc đua thì bây giờ người ta đang nghĩ tới New York có thể sẽ bị flip, tại vì cái tình trạng của New York nó khá phức tạp, nhiều yếu tố mà người ta nói rằng có thể New York sẽ có thể sẽ flip, và tiểu bang Maine đó là hai tiểu bang có thể chuyển qua màu đỏ. Ok, và tiểu bang thứ ba có thể thôi là Virginia. Virginia là nơi mà ông Trump đã thua năm 2020, thì bây giờ ông có thể lấy lại được. Nhưng mà bây giờ cái cuộc thăm dò ngày hôm qua hôm kia thì bà Kamala Harris vẫn gác ông Trump 3 điểm ở Virginia. Bà vẫn gác ông Trump 3 điểm ở Virginia. Do đó tôi chưa biết được nha. Rồi tiếp tục. Nếu ông Trump thắng cử, liệu có thuận lợi để chúng ta kêu gọi Bộ Ngoại giao giám sát Cộng sản Việt Nam vấn đề vi phạm mậu dịch, nhân quyền, đàn áp tôn giáo không, chú Phong? Chính ra đó quý vị, là cái này là cái sự lơ là của các đời đại sứ. Cái người đầu tiên thiết lập một cái hệ thống làm việc với Cộng sản Việt Nam là ông Pete Peterson, một cựu tù của Cộng sản và là một kẻ phản chiến. Do đó ông ta thiết lập một cái hệ thống làm việc với Cộng sản theo cái cách của ông ta và luôn nhân nhượng cho Cộng sản. Rồi những đời đại sứ sau này đó, họ không nhìn tới cái chú ý cái tới điểm đó, họ tới họ nhận nhiệm vụ, họ nhận công việc thì họ làm thôi, và họ theo cái quy tắc đó và họ điều hành thôi, mà họ quên rằng là mà họ không chú ý tới cái việc thay đổi này. Ok, kể cả những người mà bên Đảng Cộng hòa bổ nhiệm. Ok, nhưng mà kỳ này thì nó khác, có khác là bởi vì kỳ này là ông Trump đã quyết định chuyển trục về Á Châu và chỉ chia sẻ sự thịnh vượng cũng như là cái sự phát triển với những quốc gia họ gọi là like mind hay là same value. Like mind tức là có chung hệ thống tư tưởng, và same value có nghĩa là cùng một giá trị. Do đó Cộng sản Việt Nam không nằm trong đó, thì ông Trump có thể ra lệnh cho Bộ Ngoại giao là thay đổi tất cả cách làm việc của các đại sứ ở những quốc gia mà không có chung giá trị và không có chung một cái tư tưởng. Thì có thể năm nay nếu ông Trump thắng thì sẽ có một cái sự thay đổi lớn về cái quy tắc làm việc ở những quốc gia này. Đó là cái mà tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ làm. Tức là trong chính sách đối ngoại của ông Trump, ông sẽ cho thay đổi tất cả những quy tắc đối với những quốc gia mà tiếp tục không có một cái thiện chí thì ông sẽ chặt luôn. Do đó năm nay ông Trump trở lại chính trường thì sẽ có những cái quy tắc cứng rắn hơn. Còn từ trước giờ, bắt đầu từ năm 1995 khi mà Pete Peterson làm đại sứ đầu tiên, thì ông này thứ nhất là thuộc thành phần phản chiến. Ông ta là cựu tù nhân, tức là ông là cựu phi công bị bắn rơi ở ngoài Bắc đó. Thì ông này cùng với lại John Kerry với lại John McCain đã vận động Bill Clinton bàn giao với Cộng sản Việt Nam, và cuối cùng ông ta được bổ nhiệm làm đại sứ đầu tiên. Thì ông ta đã thiết lập một cái hệ thống làm việc, và cái hệ thống đó gần như là nhân nhượng cho Cộng sản rất là nhiều, mà nhiều đời đại sứ sau này không để ý tới. Và thứ hai là những kẻ làm trong Bộ Ngoại giao ở khu vực phía Việt Nam đó, đa số là những kẻ sẵn sàng thỏa hiệp với Cộng sản 80%. Do đó kỳ này ông Trump có thể ông sẽ thay đổi hết nha. Rồi tiếp tục vào lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Kỳ này chú có tin là ông Trump sau khi đắc cử sẽ hủy bỏ chính sách One China Policy để Đài Loan chính thức được tuyên bố độc lập thật sự không? Họ đã tuyên bố độc lập rồi.
nhưng mà chưa có quốc gia nào thừa nhận. Tuy nhiên cái việc tuyên bố độc lập của Đài Loan vẫn chưa đủ. Họ phải có một cái cuộc thay đổi tên nước chính thức. Tại vì bây giờ tên nước của họ là Republic of China. Cộng hòa, gọi là Trung Hoa Dân Quốc. Do đó họ vẫn còn cái chữ Republic of China, chừng nào họ đổi tên là Republic of Taiwan, tức là Đài Loan Dân Quốc đó, thì lúc đó mới bắt đầu nhìn đến cái chuyện gọi là được sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế. Bây giờ chính bản thân Đài Loan họ tuyên bố độc lập rất nhiều lần nhưng mà họ vẫn chưa đổi tên nước, mặc dù cái passport đầy chữ Taiwan. Bây giờ cái passport mới của họ đầy chữ Taiwan, nhưng mà cái hàng chữ Hoa ngữ ở dưới vẫn là Trung Hoa Dân Quốc. Do đó thì cái quan trọng nhất là người Đài Loan phải tự chọn lấy tên nước của họ trước đã. Nha, ok. Rồi tiếp tục. Em cảm thấy dân New York đang ủng hộ cho ông Trump đúng không Phong? Trên quy tắc thì bây giờ cái rating của ông New York tăng rất nhiều so với năm 2016 và 2020. Nhưng mà vẫn còn bị thua bà Kamala Harris 13 điểm. Thì bây giờ chưa biết được từ đây còn 6 tuần nữa ổng có rút ngắn được khoảng cách hay không. Vừa rồi ổng tổ chức cái cuộc rally ở tại Rock Island là hơn 13.000 người có mặt. Thì thấy rằng là dân New York bắt đầu có cái chiều hướng ủng hộ cho cái chính sách của ông Trump và Cộng hòa nhiều hơn. Sau một thời gian họ chịu đựng cái sự gọi là tan nát từ đảng Dân Chủ. Nha. Rồi tiếp tục. Nếu có một số cái đọc rồi. Mùa bầu cử tổng thống lần này không thấy các ông thầy bói nữa anh Phong. Tôi cũng không biết tại sao mùa bầu cử năm này không ông nào dám lú ra để mà tiên đoán hết vậy. Cái năm 20 rồi cái năm 16 đua nhau tiên đoán tùm lum hết. Mà giờ tới năm nay rụng hết trơn à. Tôi cũng không biết nữa. Nha. Ok. Sympathy có nên đọc không? Cảm ơn anh. Tôi thì tôi không đọc. Tại vì cái tên viết cuốn sách này cũng là một cái tên thứ cực tả. Cái tên Nguyễn Thanh Việt này là cái tên cực tả. Và cái tên này tôi thấy trong mắt tôi đó, tôi chả coi nó là cái gì cả. Quý vị có thể ca ngợi nó được giải Pulitzer này nọ, nhưng mà nó được giải là nhờ cái DEI, chứ không phải là cái cuốn sách nó hay hay con mẹ gì cả. Tôi không đọc nha. Rồi tiếp tục. Tôi vẫn nghĩ FBI hay Secret Agent vẫn lấp lửng về việc bảo vệ ông Trump, nghĩa là họ cố tình chểnh mảng trong công việc. Đây là hình thức thông đồng với phe Dân Chủ. Có một số nhân vật, và bây giờ ông quyền giám đốc, ông tuyên bố ông sẽ kỷ luật những nhân vật này. Có điều là chính thức thì Hạ viện đã thông qua, và bây giờ thì bên cơ quan mật vụ họ nói rằng cái mức bảo vệ cho ông Trump bây giờ là tương đương với Joe Biden. Cái mức bảo vệ cho ông Trump bây giờ là tương đương với Joe Biden. Thì họ nói như vậy rồi đó. Thì mình chưa biết, tại vì tương đương với tổng thống là một cái chapter khác. Thì bây giờ họ nói như vậy thì mình tin như vậy. Tại vì tôi phải chờ xem, là bởi vì nếu mà là ứng cử viên tổng thống hay cựu tổng thống thì cái việc bảo vệ là dưới mặt đất thôi. Còn nếu là tổng thống thì cả trên trời dưới đất tất cả đều được bảo vệ hết. Tức là khi mà ông Trump xuất hiện là khu vực đó phải cấm bay. Khu vực đó phải là khu vực cấm bay. Đó là cái mà tương đương với mức của tổng thống đó. Tại vì cái bảo vệ này nó chỉ bảo vệ cho tổng thống đương kim thôi theo luật. Thì bây giờ họ nói họ nâng lên đó thì tôi chưa biết được nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi. Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do, liệu đây là phải chiêu đổi trác của cộng sản không chú? Thì tôi vừa nói lúc nãy, thì cái truyền thống hàng năm của cộng sản, khi mà các quan chức cộng sản mà qua Mỹ thì luôn có những cuộc đổi trác này. Và sau trước và sau khi mà họ thả người, họ lại bắt lại một số người khác. Đó là cái hành động truyền thống của đảng, của cộng sản từ xưa tới nay nha. Quan tòa Arizona vừa thông qua cho phép gần 100.000 phiếu của di dân bất hợp pháp được bỏ phiếu Fox News anh. No, tầm bậy. Không phải di dân bất hợp pháp, mà tối cao pháp viện của Arizona vừa thông qua và nói rằng là 100.000 người có tên trong danh sách bầu cử và có quốc tịch, nhưng mà cái hệ thống quốc tịch của họ chưa được xác nhận. Tức là họ là những người có quốc tịch, nhưng mà cái việc mà cái tình trạng quốc tịch của họ chưa được xác nhận thì họ vẫn được phép bỏ phiếu ở cấp địa phương và tiểu bang.
Đó là cái phán quyết của tòa án của Arizona chứ không phải là di dân bất hợp pháp tầm bậy. Đó là phán quyết của tòa đó. Ok, là những người mà gọi là citizenship but haven't confirmed yet, tức là chưa được xác nhận. Những người công dân rồi nhưng mà chưa được xác nhận. Có nghĩa là những người này là có thể là lần đầu tiên đi bầu. Có thể họ là những người vừa mới đậu quốc tịch. Ok, có thể là họ là những người mà bị mất khai sinh. Họ sinh ở Mỹ nhưng mà họ bị mất khai sinh. Và họ không có một cái giấy nào chứng minh họ là quốc tịch. Thì những cái này là những người chưa được xác nhận. Do đó thì quan tòa cho phép những người đó được phép bầu cử ở cấp tiểu bang và địa phương. Ok, phải đọc rõ bản tin chứ đừng có đọc sơ qua rồi có cái nói bậy nữa. Ok, rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.